Vâng, một siêu phẩm đến từ chất liệu gỗ chắc đỏ đen. Và đây cũng là một siêu phẩm đầu tiên trong năm 2023 mà những người thợ của em rất là cần cù chịu khó khi mà ra Tết đến bây giờ mới hoàn thiện xong. Và tác phẩm này là tác phẩm gì? Thì ngay sau đây, kính mời anh chị cùng đi chân em trai ạ. Vâng, và trước mắt anh chị đang được nhìn ngắm đây, đó là một siêu phẩm mà em hoàn thiện xong lên một cái nước xi rất là trong vắt. Và với tác phẩm này độc đáo hơn cả là em có thiết kế đó là một chiếc kỷ, hay còn gọi là một chiếc đế, trên chất liệu đó là gỗ hương ta, đục những cái chi tiết đó là những áng mây và kèm thêm đó là linh vật rơi chiêu tài hút lộc anh chị ạ. Và với tác phẩm này có tổng chiều cao lên tới là 96. Nếu mà tính tổng chiều cao là 1m06, chiều ngang là 34 và chiều sâu là 25. Còn nếu như mà không tính phần phía đế rời này thì tác phẩm có chiều cao là 96. Em giao đi tác phẩm này với giá là 65 triệu đồng, bao vận chuyển toàn quốc anh chị nhá. Và như anh chị đang được nhìn ngắm đây, hình tượng của ngài Phật Di Lặc với dáng đứng đục tam phúc, ba em nhỏ tiểu đồng, và trên vai của ngài thì có phát một cây gậy, kèm thêm đó là một cái bao tiền vàng treo ở cây gậy rất là đẹp. Và tác phẩm này liền khối 100% anh chị nhá. Và điều quan trọng nhất như anh chị đang được nhìn ngắm đó là thần thái và diện của ngài Phật Di Lặc đây, với nối đục rất là mới. Đó, anh chị có thể nhìn ngắm đấy ạ, nối đục mới cho nên là cái phần lông mày của ngài này không tỉa anh chị nhá, không tỉa. Ánh mắt thì nhìn vào thôi cũng đã thấy rất là vui tươi rồi. Khi mà che miệng vào thôi, nhìn vào ánh mắt thì cũng đã cảm nhận được ngài đang cười đúng không ạ? Đấy, miệng của ngài thì từ phần hàm răng, khe kẽ của những răng thôi cũng làm rất là kỹ càng. Cặp tai của ngài thì cân đối với nhau, nhìn rất là phúc hậu và cũng như là hoan hỉ. Và đương nhiên rồi, anh chị có thể hình dung giúp em, đó là những chuỗi vòng tràng hạt đục kênh lồi hẳn lên và những viên vòng tràng hạt đều tăm tắp anh chị nhá. Nhìn vào cái chất liệu gỗ này, ôi rồi nhìn rất đã mắt. Vâng ạ, phủ lên tác phẩm đó là một nước xi. Đấy, và khi hoàn thiện xi cho tác phẩm này thì chắc chắn là những người làm xi phải cẩn thận từng chi tiết nhỏ. Đây, giáp mịn này, đánh xi vào xong quay quật làm cho tác phẩm rất là mịn và bóng bẩy anh chị nhá. Phía dưới đây, đó là những em nhỏ tiểu đồng đang ngồi và cũng như là tựa vào cái chiếc trống này. Và bên cạnh đây còn có một cái chiếc mõ nữa đúng không ạ? Rất là đẹp. Tà áo thì gấp lép mềm mại rất là dày đây. Anh chị nhìn ngắm ạ, hình dung giúp em. Và anh chị có thể hình dung giúp em đó là cây gậy của ngài đây. Nhìn như là một cái thân cây của cây lấm linh chi anh chị ạ, nhưng không phải. Nhìn quá kinh khủng luôn anh chị ạ, rất đẹp. Và phía trên đây anh chị này, đấy vỏ cây nhá, em giữ lại nguyên cái vỏ cây. Phía trên này có cả một em nhỏ tiểu đồng và phía sau đây có cả một cuốn thư. Nhìn rất bắt mắt luôn anh chị nhá. Vâng, tác phẩm này thì có tổng chiều cao là 96, chiều ngang 34 và chiều sâu là 25. Nếu như mà tính cả đế thì có chiều cao lên tới là 1m06. Đế em làm rồi, kê tác phẩm lên cho tác phẩm nó đẹp thôi. Vâng ạ, và em xin giới thiệu em là Phạm Hoàn bên Tượng Gỗ Ân Hồng. Vâng ạ, và cơ sở của em thì nằm trên quốc lộ 38, thuộc làng nghề mộc nổi tiếng Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương. Một cái làng nghề mà chuyên điêu khắc những tác phẩm đồ gỗ mỹ nghệ trên các dòng gỗ gốc cây quý hiếm khác nhau. Và bên em làm ra tại xưởng, giao lưu với anh chị giá cũng tại xưởng. Cho nên là thứ nhất, chuẩn chỉ về chất liệu gỗ, thứ hai giá thành, giá cả phù hợp nhất cho các bác giao lưu. Vâng ạ, và đây là phía đằng sau tác phẩm anh chị này. Ui dồi ôi, lặng quá. Anh chị thấy gì chưa ạ? Phía mặt đằng sau, mặt đằng trước đã đẹp rồi nhưng phía mặt đằng sau thì cũng không kém phần long trọng. Nhìn vào cái bao tiền vàng thôi để mà làm ra nhìn cũng đã hết hơi rồi chị nhá. Làm ra cái bao tiền vàng này đúng hết hơi luôn. Có cả chữ này. Đấy, họa tiết hoa văn di sần rất là mềm, nhìn tà áo đúng là còn đẹp hơn cả những cái tà áo thật bên ngoài luôn anh chị ạ. Rất là sống động. Ui dồi ôi. Vâng, để mà nói thì chơi tác phẩm này thì đúng là xứng tầm anh chị ạ, xứng tầm. Không bao giờ biết chán. Vâng ạ, và nếu như mà anh chị mong muốn hữu duyên tác phẩm và cũng như là đủ tài chính để có thể hữu duyên tác phẩm này thì cũng có thể nhấc máy lên và alo trực tiếp với những số hotline của bọn em 0789 336 318, đó là số điện thoại của em trai Phạm Hoàn, và 0971 336 318, đó là số điện thoại của MC Thu Hương, để được em gửi ảnh chi tiết và cũng như là tư vấn cụ thể hơn. Đấy, gửi những cái hình ảnh để cho anh chị nhìn kỹ càng hơn về tác phẩm. Và cũng xin phép là kết thúc video tại đây và hẹn anh chị ở một video giới thiệu tác phẩm mới nhất, những video tiếp theo anh chị nhá. Xin chào ạ.